chị là một cái mã mới về nhà em luôn nha mấy chị ơi. Mới về một cái là em lên like lên liền cho mấy chị luôn nè. Áo su bản lớn như mấy tình yêu nha. Bình thường nhà em toàn là áo rang bản lớn không à. Nhưng mà ngày hôm nay về được một lô quá xuất sắc luôn là áo su bản lớn ôm gom nâng ngực tự nhiên giúp em nha. Trời ơi, một cái mẫu siêu đẹp như thế này nè mấy chị ơi. Mà em sale cho mấy chị một cái giá cực kỳ sốc luôn. Đó là 69 ngàn một áo. 69 ngàn một áo giúp em nha mấy chị yêu nha. Đặt hàng comment giúp em cú pháp là mã 149 149 kèm size kèm màu, kèm giúp em cái số điện thoại là có đơn hàng nha mấy tình yêu nha. Áo này gồm có 4 màu, màu đỏ, màu đen, màu tím và màu da nha mấy tình yêu nha. Size thì em có size 32, 34, 36, 38 và size 40. Bên em đang có chương trình là chia sẻ livestream mình mua 3 áo mình sẽ được free ship. Nhưng mà mấy bà ơi, em nói nghe nè, mấy bà mua luôn 4 cái 4 màu nữa, tại vì cái lô này nó hiếm dữ lắm, lâu lâu mới về nha. Mà giá thì em sale quá rẻ luôn, chỉ có giá là 69 ngàn một áo thôi, đảm bảo trên thị trường không ai có để bán đâu chứ hú gì á mà có giá đẹp như nhà em nha. Rồi ai lấy chốt liền giúp em nha. Áo này bản lớn nha chị ơi, hàng của nó là hàng 4 mắt nha mấy chị. Áo của nó là 4 mắt 4 màu, đủ size nha chị, size 32, 34, 36, 38 và size 40 chị yêu ơi. Đây nhìn giúp em, hàng size 4 mắt nha mấy tình yêu nha. Trời quá đẹp, quá xuất sắc như thế này mà giá chỉ có 69 ngàn mấy chị không hốt là tiếc lắm mấy chị ơi. Nên mấy chị comment cho em cú pháp liền đi. Đặt hàng theo cú pháp là mã 149 kèm cái size áo, kèm cái màu mấy bà muốn lấy, kèm cho em cái số điện thoại là sau khi cái livestream này kết thúc sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn hàng liền luôn. Nhớ nha, mấy chị nhớ giúp em là chia sẻ livestream để mua 3 áo mình được free ship nha mấy chị. Trời ơi đẹp quá, quốc nguyên bản màu đi mấy chị. Được kiểm tra hàng trước khi nhận nha chị ơi. Đợt này là em về toàn hàng chuẩn ngân mạnh nên là mấy chị cứ cố nhanh tay nhanh chân đặt hàng đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nha. Rồi ok, bây giờ em sẽ giới thiệu cái áo cho mấy chị nè. Áo này á là áo hàng 4 mắt giúp em. Đó, bạn lớn giúp em nha mấy tình yêu nha, bạn lớn nâng ngực lên nè mấy chị nhìn giúp em nha. Cái mẫu này là nâng ngực lên cao 10 phân theo form áo ngực, lai áo nằm bay nhưng mà nâng ngực lên phía trên này, nó ôm gọn hai bên nách của mấy chị, đổ dồn về phía trước đó, nâng ngực tạo khe tự nhiên như thế này. Mà mấy chị không mua nữa là tiếc luôn nha. Mấy chị nhìn giúp em nè, dây vai cực kỳ lỏng luôn nhưng mà vẫn nâng và vẫn đẹp, vẫn ôm và vẫn gom nha. Rồi đây mấy chị nhìn giúp em nè, chị nào mà lưng dư thừa mỡ này nó ôm gọn dữ lắm, trời ơi đẹp quá. Chị nào mà không lấy là tiếc lắm luôn nha mấy chị yêu ơi. Giá chỉ có 69 ngàn không mua là tiếc lắm. Đặt hàng chốt lẹ. Dạ, mã 149 nha mấy chị yêu ơi. Comment mã 149 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em là có đơn hàng 4 màu chị, 4 màu. 4 màu nha. Đen, đen, tím, đỏ và da. Mút của nó là mút dày dặn 5 phân nha mấy chị, mút 5 phân. Mút 5 phân này là ngực nào mặc cũng được hết, ngực to, ngực bé, ngực lép, ngực xệ, ngực nha, ngực nhỏ. Nói chung là ngực nào cũng có thể mặc được, tại cái form áo ngực này nó không có kén cái vú, mấy bà hiểu không? Không kén vú nha, hàng cúp suông. Hàng cúp suông nên là nó không có kén vú, mấy chị cứ yên tâm mua về mặc không được em bao đổi cho mấy chị luôn. Ok chưa? Mấy chị nhìn giúp em bên hông rất là cao nè, trời ơi nó ôm gọn cái nách quá mấy chị. Ôm gọn cái nắp ghê. Đợt này em 48kg mập như con heo, mấy chị nhìn bắp tay của em nè, đó là biết cái vú của em nó sẽ theo luôn rồi, nó sẽ mập theo nha. Ôm gọn cái nắp dễ sợ luôn, mà tạo khe dài dã man quá đẹp luôn. Đây mấy chị nhìn giúp em nè, bên trong này rất là cao ha. Rồi cái này là áo su non nha mấy chị, hàng không gọng nha, hàng không gọng, mặc vào rất là êm, mặc là sẽ không gây ngứng, không gây lằn, không gây hằn lên da cho mình, mặc êm dã man. Mà cái áo này nó thấm hút mồ hôi ghê luôn mấy chị. Nãy giờ em like quá trời, em nóng ơi là nóng luôn, nhưng mà mặc áo vào một cái nó thấm hút mồ hôi, trời nó mát ghê luôn á. Rồi giá chỉ có 69 ngàn một áo thôi nên mấy chị nhanh tay nhanh chân comment liền cho em là mã 149 kèm size kèm màu, kèm giúp em cái số điện thoại là có đơn hàng nha mấy chị. Đặt lẹ đi, quá đẹp mấy chị ơi. Màu nó hả mấy chị biết không, hàng mà cao cấp xịn sò, hàng mà hàng rẻ là không bao giờ nó có nhiều màu đó. Hàng cao cấp thiết kế như thế này nó không bao giờ nhiều màu, nó chỉ được có 4 màu thôi mà em báo lên bán giá xỉ tận gốc cho mấy chị luôn. Nên mấy chị nhanh tay nhanh chân comment lên liền cho em là mã 149 149 kèm size kèm màu, kèm số điện thoại cho em là có đơn hàng nha mấy tình yêu nha. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Trời ơi mấy chị nhìn sau lưng của nó nè, sau lưng của nó là phối su lụa cao cấp co giãn, trời ơi mặc nó thoải mái dữ dằn lắm mấy chị. Nó lên áo dài, áo body, áo sơ mi ôm, nó gom cơ thể, gom ngực, nâng ngực, trời ơi, quá đẹp. Rồi